Đền Chín Giếng. Đền Chín Giếng hay còn gọi là đền Cô Chín, nổi tiếng linh thiêng nhất nhì xứ Thanh, thuộc địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tên của ngôi đền bắt nguồn từ chín miệng giếng thiêng quanh năm đùn nước không bao giờ cạn. Dưới mặt là dòng suối tự nhiên chảy qua đền Sầm và đền Chín Giếng. Đền Cô Chín Sòng Sơn là nơi thờ chính của Cô Chín Sòng Sơn và cũng là nơi thờ chính của Mậu Kiểu, Chầu Kiểu. Hiện nay trong cung cống của đền Cô là nơi thờ Mậu Kiểu, còn Chầu Kiểu là một cung riêng ở bên tay trái của cung Cô Chín. Theo truyền thuyết, Cô Chín vốn là một tiên nữ trên thiên đình. Trong một lần vô tình làm vỡ chén ngọc nên Ngọc Hoàng giáng xuống hạ giới để theo hầu Mẫu Liễu Hạnh. Khi được giáng trần, cô đã bôn ba bốn phương khắp ngả trời Nam. Sau về đến đất Thanh Hóa, thấy cảnh lạ vô biên, cô hài lòng liền hội họp thần nữ, năm ba bạn cát, lấy gỗ cây sung làm nhà, còn cây si mắc võng. Nhân dân cầu đảo linh ứng liền lập đền thờ. Có lẽ vì vậy, người ta sau này hay dâng Cô Chín võng đảo. Cô Chín là một thánh cô có nhiều quyền phép. Những người có căn Cô Chín thường có khả năng xem bói, chữa bệnh và gọi hồn. Tuy nhiên, trong khi giáng hầu, Cô Chín chỉ hay cho thuốc chữa bệnh. Cô Chín rất hay ngự đồng. Hầu hết các thanh đồng khi hầu thánh đều có hầu giá Cô Chín. Khi giáng hầu, Cô Chín thường mặc áo hồng phơn phớt màu đào phai và cô múa quạt tiễn mẫu. Đôi khi cô cũng múa cờ tiến vua. Cũng có khi cô thêu hoa dệt lụa rồi lại múa cánh tiên. Ai cầu đảo cô đều sắm sửa lễ vật như nón đỏ, hải hoa, vòng hồng hay võng đảo. Có lẽ Cô Chín là một thánh cô nổi tiếng nhất trong các thánh cô, nên hầu hết các đền phủ đều có thờ cô. Tại các đền phủ, Cô Chín có thể ban thờ riêng hoặc thờ chung với Cô Bơ, hoặc thờ chung với cung tứ phủ thánh cô, hoặc cô được thờ ở một lầu cô riêng biệt. Lịch sử đền Cô Chín Sầm Sơn. Đền Sầm được xây dựng từ thời Cảnh Hưng, triều vua Lê Hiển Tông 1740 đến năm 1786 tại xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Tương truyền là có một ông lão cầm chiếc cậy tre khô cắm xuống đất làm cổ đao và khấn rằng: nếu gậy tre này tươi tốt thì xây đền thờ Liễu Hạnh công chúa. Quả nhiên, lời huyền phán ấy trở nên mầu nhiệm, gậy tre trở nên xanh tươi, bén rễ, đâm chồi, tỏa lá, tốt tươi lạ thường. Người đời cho đó là điều lạ linh ứng, linh thiêng, nên mới bảo nhau lập đền Sòng trên mảnh đất ấy và lấy ngày 26 tháng 2 âm lịch hàng năm là ngày lễ chính diễn ra lễ hội. Đây chính là ngày hiển linh, hiển thánh của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đền Sòng ban đầu khi xây dựng còn đơn sơ nhỏ bé, trải qua quá trình lịch sử lâu dài gắn với nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của người dân, đền Sòng ngày càng được sửa sang đẹp hơn,
tháng 6 năm 1998 được trùng tu, tôn tạo, khôi phục gần như hoàn toàn. Vẻ đẹp uy trang, đường vệ và linh thiêng. Đền Sòng mặt trước hướng về Tây Bắc. Trước đền có một hồ nước tự nhiên hình bán nguyệt quanh năm. Trong đó có hồ cá thần. Tương truyền rằng trước đây hàng năm cứ đến cự tháng riêng tháng 2 có một đàn cá toàn thân màu đỏ lũ lượt kéo về bơi lội trong hồ. Trong khi hết lễ hội Đền Sòng, tức là hết ngày 26 tháng 2 âm lịch, thì đàn cá tự nhiên không thấy nữa. Nhân dân quanh vùng nói rằng đó là các nàng tiên trên thượng giới hóa phép về hầu tiên thánh. Liễu Hạnh: tại sao cô Chín Sòng còn gọi là cô Chín Giếng? Tương truyền cô Chín chính là cửu thiên huyền nữ, con gái thứ 9 của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Khi tiên cô cửu thiên huyền nữ, tức cô Chín, giáng trần, cô bán nước ở cổng đền Ba Dọng. Ban đầu những kẻ người trần mắt thịt không tin, nghĩ cô là yêu quái nên quả trách đánh đuổi và tìm cách diệt trừ. Vì tức giận, cô đã về tâu với thiên đình cho thu giam hồn phách của những người này, rửa hành cho dở dại dở điên. Với phép thần thông quảng đại lại có biệt tài xem bói, trong những năm chinh chiến hoạn lạc, cô đã phò vua giúp nước bằng cách tiên đoán trận mạc. Nhờ đó trăm trận trăm thắng. Với công lao to lớn, vua đã truyền cho dân lập đền thờ cô. Trước đền lúc đó có đến 9 miệng giếng tự nhiên do đền cô cai quản. Vì thế có câu cố chín quyền cai chín giếng là vậy, nên cô Chín còn gọi là cô Chín Giếng. Thank you.
xu hướng